Mỗi một người tu chúng ta từ xuất gia cho tới cư sĩ phải cẩn thận cái tâm này, kiêu ngạo ngã mạn. Nên là có vị cư sĩ này tu học hiểu biết nhiều, mà ông cũng nhìn ra được cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của ông. Ông đến đảnh lễ lão hòa thượng Quảng Khâm. Ngài Quảng Khâm: xin ngài giúp cho con tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Ngài Quảng Khâm ngài nói rằng: được rồi, ông cứ ở đi. Quý vị nghĩ đi, một con người tu học Phật pháp, nghe nhiều biết nhiều, tâm kiêu ngạo ngã mạn lớn, phải nhờ bậc cao tăng giúp tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Chỉ có người cái đức cao mới gầy la giải quyết cái tâm kiêu ngạo người này được, chứ người bình thường nói dễ họ nghe. Lỡ gặp vị cao tăng là ngài Quảng Khâm, cứ lo việc công quả trong chùa. Một ngày nọ giống như ngày lễ đi, Phật tử về rất đông. Đột nhiên ngài Quảng Khâm ngày trước công chúng, ngài la vị cư sĩ kiêu ngạo ngã mạn này một chặt, gầy la chửi mắng quá trời luôn. Bữa sau xếp đồ xách giỏ đi, ra chào ngài Hư Văn, chào ngài Quảng Khâm: con đi. Ngài Quảng Khâm ngài hỏi rằng: ủa, ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn được à? Nó dạ chưa, nhưng mà ngài la con oan ức quá trước mọi người. Thì ngài Quảng Khâm ngài nói: ông nói đi đến đây để nhờ tôi giúp cho ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, mà cái tâm tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn là ngay chỗ nào? Ngay cái trước mọi người mà bị mặc cảm rồi ta đây, cái tâm đó ông giữ cái tâm này thì đời đời kiếp kiếp ông tu cũng không thành công. Vì nhớ, dù pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực, nhưng mà người niệm Phật cỡ nào cỡ cái tâm kiêu ngạo phải hạ xuống, cái tâm ta đây phải hạ xuống. Chính bản thân Diện Đức nói cái tâm kiêu ngạo ngã mạn cũng lớn vô cùng, khó ai nói được. Nhưng tu học gần các cụ già trong chùa, gần chúng chùa viết, nhìn thấy cái đó có giải quyết được vấn đề gì đâu, chỉ làm khổ cho mình thêm. Ai nói đến buồn giận, ai nói đến hận trách. Nếu mang cái tâm này đời đời kiếp kiếp mình khổ chứ được gì đâu. Rồi niệm Phật từ 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 giết, rồi hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Vì coi chùa mình, người xuất gia ăn uống cùng với đại chúng không? Chén thì cư sĩ ăn chén gì, người xuất gia chùa mình ăn chén đấy. Còn nấu ăn thì nấu cho toàn chúng ăn. Đây cũng là một phương pháp hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của những người xuất gia trong chùa mình. Chùa mình, tại vì cái tâm kiêu ngạo ngã mạn sống trong chúng được, chỉ cần ta động đậy, ta nói đến cái là buồn giận là thế nào cũng ra đi. Nó giết mình ngay cái tâm kiêu ngạo ngã mạn. Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, tâm này ghê lắm. Cẩn thận. Nên người tu hành nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc, muốn giải thoát một đời này, hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Đừng có cho mình là người khôn hơn thiên hạ, tu gì mà thua họ. Vì mình muốn giảng sanh không? Nếu như quý vị muốn giảng sanh, thật sự muốn giảng sanh, thì vì chân thành niệm Phật đi, hạ cái ngã cái ta của mình. Cái mặt mình có gì đâu mà quá quan trọng. Cái mặt này một ngày nào cũng ra bã. Quý vị nghĩ một hơi thở, thở ra không hít vào, cái gì bạn đem theo?
thân mạng bạn còn bỏ không chi, còn gì là cái ta của mình nữa quý vị. Cái này rất là quan trọng. Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là cái tâm kinh khủng nhất để làm chúng ta khổ đau đời đời kiếp kiếp. Nhớ. Nó rõ ra tu hành là gì? Tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, nhớ nghe. Tu hành là gì? Tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Niệm Phật là gì? Tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Tại đời đời kiếp kiếp cũng vì cái tâm kiêu ngạo ngã mạn này mà chúng ta mãi mãi trong lục đạo nè. Quý vị coi, ở trong đầu tràng niệm Phật người ta la gầy đến là buồn là giận, bỏ đi. Nên không niệm Phật nữa, cuối cùng đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong lục đạo. Phải chi cái chữ nhẫn này mà làm được thì niệm Phật thành tựu rồi. Nên trong nhà Phật nói câu nhẫn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẫn lớn thành tựu lớn. Không nhẫn không thành tựu. Kiêu ngạo ngã mạn sao nhẫn quý vị? Vì ngồi suy nghĩ đi. Kiêu ngạo ngã mạn làm sao nhẫn đây? Nên muốn tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn là người này có tâm nhẫn liền. Nhưng Đức gặp bao nhiêu sự việc thử thách trong cuộc đời tu hành, thời gian tu hành, vẫn nhìn từ cái góc độ các cụ già bên cạnh mình, bao nhiêu chúng bên cạnh mình. Có người mình kích động cái gì một cái, bao nhiêu cụ già được, các cụ rất là khổ. Ban đầu nghĩ từ đó, từ từ nghĩ ra đời này mình phải giải thoát. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, bản thân mình làm được, bản thân mình nhờ. Từ cái tâm nghĩ gì con người, từ từ mới nghĩ về cái chuyện giải thoát. Từ cái giải thoát mới nghĩ ra được tới cái việc giúp con người. Hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Nhớ. Hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Nên những đức thường nhắc chúng rằng đừng có ỷ làm được chút việc. Khi người ta la mình, cái mà là bản thân mình nghinh cái mặt lên, tưởng nói mặt mình to quá, tưởng mình là người giỏi quá, không có mình ta không làm được. Như đức ở trong chùa như đức rõ ràng, bao nhiêu người trong chùa giỏi, khi phiền não ra đi người ta vẫn tồn tại bình thường. Gần 10 năm nay những đức thấy rõ ràng luôn, bao nhiêu người ra đi xong rồi người ta vẫn là như vậy bình thường. Lúc trước chùa có một người này chỉnh âm thanh cho chùa gần 10 năm. Chùa đâu có ai chỉnh âm thanh được đâu. Không phải là không được, mà là do có người đó người ta không làm. Khi người đó đi thì hoàn toàn nó cũng bình thường. Ngày Chủ nhật những đức giảng bình thường, còn tăng tốc buổi giảng lên. Mỗi bên chùa, mỗi buổi tối còn giảng thêm. Lo đài bây giờ bắt cũng ổn định chưa? Thì mày thấy rõ ràng không? Đừng có nghĩ không có mình người ta không làm được. Khi không có mình người ta sẽ làm được. Từ nơi đó cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là một cái tâm làm khổ mình và mất đi huệ mạng. Nên khi mình làm được chút chuyện, mình quên mất tiêu mình làm cho mình. Mình lại ta đây nghĩ là mình làm cho ai? Quý vị không phải làm cho hòa thượng, cũng không phải làm cho những đức, không phải làm cho ai. Làm tất cả việc gì nói là cho người chứ thật sự là làm cho mình. Phải nhớ cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Không hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn thì kể như đạo tâm mới bị mất liền. Mất đạo tâm. Nên cái buổi giảng này mỗi tuần nên bắt cho chúng nghe một lần, để nhắc nhở những người làm việc trong tam bảo đường chút, hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn được xuống đi. Nếu vì thật sự vì cái việc tu hành giải thoát, và Phật tử khắp nơi nơi nghe cũng vậy, xem lại cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình. Làm vợ làm chồng không bao giờ chấp nhận mình sai, luôn luôn quan niệm mình đúng. Nên đụng trong hai người không vừa bụng nhau, chỉ cần có một người hạ mình thì người này là người tu hành. Không hạ mình thì không có gì tu hành. Nếu như quý vị vì cá nhân mình mà không hạ mình là quý vị không phải người tu hành. Quý vị niệm niệm vì người không cần hạ mình, vì người khác thì quý vị mới là người tu hành. Phải biết điều này. Còn cái này không có dính dáng tới ai hết. Cá nhân mình thôi mà không hạ mình
Thì vì khỏi nói vị là người tu hành chi mất công. Nên ngài Quán Khâm khi ngài gầy la vị cư sĩ đó, vị cư sĩ đó xách giỏ đi, ngài nói một câu rằng: tôi trước mọi người tôi la gầy ông lợi ích gì cho tôi? Tôi nói thẳng ông lợi ích gì cho tôi? Cương vị tôi làm như vậy nhiều người còn đánh giá tôi: ông thầy này tu hung dữ quá, bạo ngược quá. Nhưng lại đánh vào cái tâm kiêu ngạo của ông, đánh vào bộ mặt to của ông, hạ xuống là cho lợi ích ông, mà ông không biết cảm ơn, còn buồn trách tôi xách giỏ đi. Vì cư sĩ đó quỳ xuống đảnh lễ: con có lỗi, tiếp tục ở lại tu hành. Nên mình á, tu hành mà được người trên gầy la quở trách, đừng nói hai chữ oan ức. Mình nói hai chữ oan ức thì nói chi chuyện giải thoát? Phật pháp dạy tin sâu nhân quả mà nói oan ức. Cho người ta nhiều cho tôi ít, ưu ái người ta nhiều ưu ái tôi ít, nói chuyện với người ta nhiều nói chuyện tôi ít, đừng có nói mấy cái việc đó. Nếu thật sự là người niệm Phật cầu sanh cực lạc, đừng có nói chuyện này. Quý vị nói ô là phàm phu mà à, thì nếu vậy thì quý vị cứ làm phàm phu đời đời kiếp kiếp đi. Nếu như quý vị không muốn giải thoát, còn muốn giải thoát hãy xem lại những cái hành động đó của mình, hãy tin sâu nhân quả. Cái gì cũng không có cái chuyện mà bỗng không nữa, nó đều có nhân có quả chứ. Nên người đời người đạo gì, đừng có nghĩ mình làm được chút chuyện mà ta đây là mình hại mình, cuối cùng mình hại mình đó quý vị. Rất là nhiều người trong cuộc đời này, đời đạo gì làm được một chút việc cái là kiêu ngạo ngã mạn, cuối cùng tự giết mình. Ta đây giết người trên ta chịu không nổi chứ, ta cũng giết mình. Rồi cuối cùng bản thân mình lang thang khổ đau, tưởng nói mình có bản lãnh. Bản lãnh của mình là nhờ nương chúng, còn mình mà tách chúng cái là mình khổ te tôi cho mà biết. Bao nhiêu người đi ra khỏi chùa kinh nghiệm quá mà, từ nơi đó cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là cẩn thận ghê lắm. Đừng có cho mình học được chút rồi biết cái này biết cái kia biết cái nọ, cái gì cũng biết rồi, biết rồi, biết rồi mà có làm được không? Biết rồi mà có làm không? Cái quan trọng là thực hành quý vị. Còn ai nói gì cũng biết rồi, làm được không? Biết rồi mà không làm được, vô dụng thôi. Cái quan trọng là cái hành trì của bạn. Nhớ, cái quan trọng là cái hành trì của bạn. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng: một tạ lý thuyết không bằng trăm gram thực hành. Bạn có hiểu biết nhiều cỡ nào mà bạn không thực hành cũng uổng công vô ích. Nên đối với đại chúng, thương là thương, nhưng nghiêm phải là nghiêm. Thương là thương, nhưng nghiêm phải là nghiêm. Mình tu hành mà có người gầy la chửi mắng mình thử cái tâm mình coi. Mình không phải đi cầu điều đó, nhưng mà gặp sự việc đó mình coi cái tâm tu mình sao. Chùa mình người xuất gia, những vị tỳ kheo cũng ăn cơm cùng với đại chúng. Đây là cũng một phương pháp giúp quý vị tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Ăn chén y gan cư sĩ giúp cho chúng ta tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Nhắc mình chỗ này đi, chúng ơi, đại chúng, quý vị gặp được cơ duyên thù thắng này, bây giờ quý vị đi tìm đi. Có mấy nơi mà mình vô tu mà lo lắng từng ly từng tí lo cho mình gì? Cơm ăn áo bạn, cuộc sống, phương pháp tu, nhắc nhở tu hành đầy đủ hết trơn. Chúng còn không biết chân quý, quý vị đi tìm đâu? Cuộc đời mình ngày xưa ở nhà, gia đình mình có khi còn chưa được gì, làm sao được? Làm sao được một hoàn cảnh gì và sống những ngày tháng ý nghĩa gì? Phải chăng quý quý vị à?
phải trân quý. Hàng Phật tử cũng vậy. Có những người chúng ta đi chùa nhiều năm mà vì có thấy đi đến đâu mà chùa chiền mà nhiệt tình, nhắc nhở chú đáo từng chút gì không quý vị? Nên người xưa nói giữ tâm như thở ban đầu, một đời giữ thành Phật. Cái tâm ban đầu là cái tâm kiên nhẫn, cái tâm hạ mình, cái tâm chịu thiệt. Cái tâm đó đó nó mới giúp mình thành tựu. Còn duy trì cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là nó hại mình đó. Hại mình đó. Cái kiêu ngạo ngã mạn nó không có giải quyết vấn đề cho mình giải thoát đâu. Nhớ nhắc lại, pháp môn thì niệm Phật tuy là dễ, nhưng câu Phật hiệu này là giác ngộ. A là vô di đà là lượng Phật là giác. Bạn là người niệm A với đà Phật mà mỗi ngày bạn còn kiêu ngạo ngã mạn lớn như vậy, nói đến bạn chút là bạn buồn bạn giận, thì không phù hợp vào tín nguyện niệm Phật đâu quý vị à. Cái thấp nhất giận là gì? Bạn niệm câu Phật hiệu này, hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Cái ai gầy la bạn, bạn buồn giận chút, bạn quay lại niệm Phật liền. Nên tổ sư mới nói rằng không sợ niệm khở, chỉ sợ giác chậm. Bạn không phát được cái giác ngộ thì làm sao cuối cuộc đời của bạn niệm Phật giáng sanh? Suy nghĩ đi. Chỉ cần làm việc gì nhiều chút là ganh tị, bực bội, khó chịu liền. Tôi làm nhiều như vậy họ không phụ tôi. Tôi làm nhiều vậy mà kêu họ, họ không phụ. Tất cả những cái tâm này quý vị sẽ bị trở ngại của đường giải thoát. Nhớ câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Bạn làm nhiều, bạn nói họ không nghe, bạn chưa đủ duyên đủ đức để nói họ, bạn lo làm đi, để người trên sắp xếp. Nói không được khỏi cần nói nữa, cứ nhiệt tình mà làm tấm gương đi, hoan hỷ vui vẻ. Vậy mà nhiếp thọ người ta đó, nhiếp thọ người ta đó. Ở trong chùa phục vụ chúng sanh, mình còn tay còn chân còn sức khỏe làm được mà không chịu cố gắng, ngồi đó để ganh tị, làm nhiều làm ít, đợi đến lúc thân tàn ma dại, tai biến hoặc ngồi nằm một chỗ rồi mới thấy hối hận. Vì sao mình ngày xưa sức khỏe mình không làm, bây giờ đến tuổi già này muốn làm được, hối hận hả? Vì để hỏi bao nhiêu người già cảm thấy bây giờ mình ước gì mình được có sức khỏe. Vì hỏi bao nhiêu người mù ước gì bây giờ mình có được cặp mắt như người ta thấy đường. Quý vị hỏi bao nhiêu người cụt tay, họ sẽ ước gì họ có đôi tay như quý vị. Vì hỏi bao nhiêu người cụt chân, họ ước họ có cặp chân như quý vị đó. Những gì họ ao ước không bao giờ có được, quý vị đã có rồi mà không biết trân quý, không biết sử dụng đôi chân, không biết sử dụng đôi tay, không biết sử dụng cặp mắt, ý chí để làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời mà đi ganh tị, đố kỵ, so đo, nhiều ít. Hãy sống cả lương tâm của mình đi quý vị. Hãy sống bằng cả lương tâm mình đi. Vì mục tiêu của mình là tu hành giải thoát mà. Hãy sống thật lòng bằng cả trái tim mình đi. Bạn gieo nhân sao bạn gặt quả như vậy. Bạn niệm niệm vì người thì Phật cũng sẽ vì bạn. Gặp pháp môn Tịnh Độ là đại pháp của Như Lai, một đời chú trọng. Tuy mỗi ngày niệm Phật nhưng không tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, không biết hạ mình. Ngày xưa ngoài đời làm vợ làm chồng, đi làm công làm mướn làm thuê cho người ta. Có khi con của mình sanh nuôi nó khôn lớn, mình nói nó còn không nghe, khổ đau te tua tả tơn hết. Mà có khi vô chùa được bình yên như vậy còn sanh ra cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, nói đến chút là buồn là giận, đặt cái ngã trong tâm không phục,
Tôi gì làm gì thua họ mà tôi phục họ. Bạn không có thua họ, nhưng bạn thiếu cái thờ hơn họ. Hiểu chưa? Mình coi lịch sử từ xưa tới nay, có những người không có giỏi nhưng người ta gặp thờ. Gặp thờ là gặp lúc người ta mới thành công. Còn bạn chưa đủ thờ, chưa gặp thờ. Mà bạn cho bạn giỏi cũng chưa chắc. Bạn giỏi về tay chân nhưng tâm lượng bạn hẹp hòi không có giỏi. Người siêng năng nhưng tâm lượng hẹp hòi vẫn nghèo. Dù có giàu cũng là người nghèo nữa. Nhiều quá khổ. Cái người mà keo kiệt nhìn gương mặt nó không nở ra nổi. Đã keo kiệt nặng nề vì vật chất, còn keo kiệt luôn cái tâm không mở rộng ra. Cũng keo kiệt luôn phiền não là giữ gìn, là keo kiệt. Đối với tiền cũng bo bo keo kiệt, đối với phiền não cũng keo kiệt. Đối với thứ gì gì cũng keo kiệt, ôm chấp, thê thảm. Đúng là quá thê thảm. Không biết cởi mở tâm tư ra. Nhớ cái câu nhắc nhở, mình đừng bao giờ cho mình giỏi hơn người ta không phục. Mà quý vị chưa đủ thờ, chưa đủ thờ mà tự diệt thờ của mình. Chưa đủ thờ thì cứ nhiệt tình mà phục vụ, hỗ trợ người ta đi. Người ta làm tốt thì nó sẽ kéo dài cái thờ vặn dài. Người ta làm không tốt thì hết thờ tới mình lên. Mục tiêu tu hành là giải thoát mà. Có duyên thì cố gắng, hết duyên thì thôi. Đúng không? Nên chúng mày nhớ, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn hãy cẩn thận. Cái mặt to này nói đến một cái là không vừa bụng không vừa ý. Ai nói đến cũng không chịu nghe. Tu ra cái tâm đó thì đừng có nói hai chữ giải thoát. Bạn chuẩn bị tam đồ ác đạo đến với bạn đi. Từ cái tâm kiêu ngạo nên khởi tâm buồn giận sân si. Nên tham sân si dính hết trơn. Từ tâm kiêu ngạo ngã mạn. Ta đây cái mặt to. Nên những đức nói rằng, vì sao những đức rèn luyện với công chúng gần gũi đơn giản, giảng pháp khi chữ vô mặt mình, nói mình tá lả âm binh. Vì cũng muốn mình tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn mà như vậy. Quý vị là ai? Một việc sai quấy mình một chút, ai nói đến là mình không vừa bụng không vừa ý. Quý vị hơn người trên. Người ta lo cho bao nhiêu con người, người ta làm bao nhiêu việc, mà người ta còn chửi người ta trước công chúng, người ta nói người ta xấu này xấu kia trước mọi người. Để mục tiêu gì? Tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Bạn muốn ôm chấp kiêu ngạo ngã mạn đang đọ trong tam đồ ác đạo sao? Hãy xem lại mình mà dẹp bỏ cái tâm nó đi. Chúng mới nhớ, từ xưa tới nay người ra khỏi chùa đa phần là kiêu ngạo ngã mạn. Ta đây nói đến là buồn là giận, không chịu thiệt. Và thường tình không người nói thiệt thòi có cái phúc của thiệt thòi. Bà không chịu thiệt thòi nên bà đâu có hưởng phúc được đâu. 10 năm nay tôi ở đây, tôi không nhẫn, tôi không kiên trì, sao tôi được ngày hôm nay? Có nhiều huynh đệ lang thang cuối cùng bỏ đạo luôn. Hồi xưa mới đi xuống với hộ pháp, có nhiều anh em không vừa lòng không vừa ý bỏ đi. Bây giờ đi đâu? Đi ra đời luôn, rất nhiều luôn. Te tu tả tơ, lâu lâu gặp lại tả tơ chứ không có cười ai hết. Nhưng muốn nói cho quý vị nghe, cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là hại mình. Cái tâm ta đây là hại mình. Mình á, là người làm việc cho công chúng, có những cái phải vượt qua dư luận. Nhưng dư luận cũng rất tốt. Dư luận phê phán mình là những điều mà bản thân mình phải cần nghe, để xem lại mình những gì cần thiết tích lọc nhờ dư luận giúp mình. Đừng bao giờ chỉ cần người ta nói đến là bực bội, chỉ biết bực bội mà không biết xem xét, là mình sẽ đời đời kiếp kiếp là phàm phu đọa lạc. Khi dư luận đến với mình hoặc người nói đến mình, hãy kiểm định. Những điều nhắc nhở đó có khi giúp mình rất là lớn. Đừng bao giờ người ta la mình chỉ biết cái mặt to của mình, cái kiêu ngạo của mình, mà thành tối tăm, ngu si. Dù mình có làm giỏi cỡ nào, người trên chỉ cần sắp xếp cái gì cho mình phải nghe lời.
Phải nghe lời. Người trên sắp xếp mình không nghe, vì mình nghe ai? Người trên lo lắng mọi mặt dạy mình, hướng dẫn mình từng chút, mình không nghe, nghe ai? Mình ngưỡng mộ ai? Một tâm mà hai ba ý, sao quý vị sống với vị tu đây? Ngoài đời, ví dụ mình sống với chồng mà mình tưởng nhớ bao nhiêu người đàn ông khác, sao mình hạnh phúc? Mình sống với vợ mà mình thương bao nhiêu người khác, sao mình hạnh phúc? Đúng không? Nên những đứa có một lần, đứa bé nó xào một dĩa cơm muống, nó lấy thêm dĩa cơm muống khác nó đem ra. Những đứa cái bữa đó không ăn được cọng cơm muống nữa. Vì sao? Vì hai dĩa cơm muống nên cuối cùng không biết ăn dĩa nào, cuối cùng nghỉ ăn luôn. Nên tu học cần phải nhất môn thâm nhập, theo người phải nhận thức, chọn lựa mục tiêu, rồi theo một người học một người thì mới có chỗ thành đạt. Phải nhớ, cái tâm học chuyên nhất nó cũng hạ đi cái kiêu ngạo ngã mạn, vì nó đâu có hiểu nhiều đâu mà kiêu ngạo ngã mạn cái mặt to lên làm gì. Anh em huynh đệ trong chùa, nhớ đây là tôi nhắc người trong chùa, dù làm xuất gia, người xuất gia tỳ kheo, tăng tỳ kheo ni trong chùa mình, nên xem cái tâm kiêu ngạo ngã mạn mà hạ xuống. Nếu thật sự có tâm muốn cầu giải thoát, hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Trong chùa người ta tặng đồ gì cho ai kệ người ta, người trên cho gì ai kệ người ta, đừng có quan tâm đến. Ai được mình mừng giùm cho người ta, đừng có ganh tị. Cái tâm ganh tị là cái tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn. Cái tâm đó làm sao giải thoát? Kiêu ngạo ngã mạn mà làm sao giải thoát? Nên bị gầy, bị la, bị mắng là xem lại cái sự tu của mình đó. Coi cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình sao? Người ta trước mọi người, người ta có thể bị người khác nói này nói kia châm chích sau lưng, mà người ta lại chỉ điểm cho mình để cho mình được tốt. Nếu như gầy la đó mà niệm niệm vì người, dám hy sinh mình vì người, thì cái việc này quý vị quá đặc biệt. Nhưng phải xem xét, đừng nên cái gì cũng quá tổn mình để mất đạo tâm. Nên mỗi người sống trong ngôi tam bảo phải nhớ câu nương chúng nhờ chúng. Tăng xa chúng thì tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Nhập chúng là đại công đại đức, xa chúng là hết phước báo. Chúng ta sống trong chúng, hưởng là hưởng cùng đại chúng, cúng là cúng tam bảo, lo cho mình. Còn mình sống cá nhân thì người ta cúng cá nhân, mình dùng cá nhân hết phước, nên bệnh đau khổ đau te tua luôn. Nên cái người sống trong chúng thì sao sắc diện bị tốt đẹp, vì quý vị được phước báo lớn tăng lên. Phước báo thì giống như là nước mà tưới cây thì cây tốt. Quý vị mà khô nước thì bị héo hon mà chết. Thiếu phước thì bị héo hon chết. Nên cái tâm kiêu ngạo ngã mạn đối với người tu mình phải xem lại. Đã là mỗi ngày niệm Phật muốn sanh cực lạc mà kiêu ngạo ngã mạn cái mặt to lên, phân bì người này phân bì người kia, châm chích người này châm chích người nọ, nói xấu người này nói xấu người kia, không vừa lòng người này không vừa lòng người nọ, chỉ đem việc xấu đi lụm rác của người ta bỏ vào tâm mình, để tâm mình thành cái thùng rác, thì đáng thương quá. Nhớ, hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống. Ai được hơn mình mừng, ai làm được chuyện hỗ trợ, hết lòng hết dạ. Nên hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống, bóp cái mặt mình nhỏ lại đi, để tu hành đời này giải thoát cái vị à. Thiệt thòi là phúc. Nhớ đó, phải hiểu nguyên lý này. Sống cuộc đời này đừng dùng hai chữ thiệt thòi, không có gì thiệt thòi đâu. Nhân quả công bằng, không có thiệt thòi, nhân quả công bằng. Thiệt thòi có cái phúc của thiệt thòi. Đừng bao giờ buồn phiền thiệt thòi gì hết. Đừng bao giờ buồn phiền ai bỏ rơi gì mình hết. Hãy làm đúng vai trò mình cho tốt đi, chân thật nhiệt tình. Đừng nên tham lam. Tham của tam bảo là hết cứu quý vị đó. Người xưa nói rằng tạo tội ngũ nghịch Phật còn dễ cứu hơn là bạn tham của tam bảo, ăn cắp của tam bảo. Nên cái gì trong tam bảo là muốn ăn, muốn dùng phải xin đàng hoàng, xin cái người đúng cương vị, chứ không phải đụng ai cũng xin, mà cũng không phải ai cũng được quyền cho. Bạn cho tầm bậy, bạn là người của người ta mà cho của mình, quý vị nghĩ thì sao? Đây còn hơn ăn cắp của tam bảo. Đừng có nên dại dột làm việc đó, không phải cương vị mình, đừng đụng vô.
xin người đúng cương vị, cho thì dùng, không cho thì thôi, không được lấy cắp. Trên bàn ăn, ngồi ăn là ăn đàng hoàng, không được lấy đồ ăn bỏ trong túi đem về phòng. Đây là ăn cắp của Tam Bảo. Nếu như mỗi ngày bị làm điều này là quý vị chờ ngày đi đọa lạc đi, đừng nói giảng sanh. Việc nhỏ đó mà không làm được thì chờ ngày đọa lạc đi. Ngồi trong nhà ăn tuyệt đối không nói chuyện, ngồi ăn cơm không nói chuyện, ngồi im điềm. Mình vừa ăn cơm mình nghe có Phật hiệu. Như vậy thì cái việc ăn cơm mình cũng có phước. Mình ngồi ăn cơm mình nói chuyện sùm, người ngồi kế bên người ta mới đến không hiểu, nhắc người ta ăn cơm không nói chuyện, rồi nhắc người ta để mỗi người vô nhà ăn im điềm đàng hoàng, ngồi ăn đàng hoàng nghiêm túc, hiểu không? Mang tâm cảm ơn cung kính, cảm ơn hòa thượng xây chùa cho mình có chỗ ở, cung kính tăng, cung kính mọi người, gặp nhau chắp tay ai với Đà Phật, vừa nhắc mình niệm Phật, vừa nhắc người niệm Phật. Gặp chư tăng chư ni đi ngang, mình ngồi đứng lên chắp tay niệm Phật, người ta đi qua ngồi xuống, lễ kính phải có. Tu học như vậy thì có kết quả. Nhớ, nên hạ cái tâm kiêu ngạo ngã mạn xuống để gây dựng tín nguyện kiên cố cả đời niệm Phật. Quyết chí đời này phải về cực lạc, phải về cực lạc. Chịu thiệt cỡ nào, khổ đau cỡ nào, vất vả cỡ nào, cũng quyết chí niệm Phật đời này về cực lạc. Chỉ cần nhớ Phật, nhớ Tây Phương cực lạc, muốn gì cực lạc thì cái gì cũng chịu đựng được hết. Lờ Ấn Tổ chắc như đinh đóng cột, phàm tu tịnh nghiệp phải lấy việc quyết chí cầu vãng sinh làm gốc. Nhớ, tu tịnh nghiệp giống như là tu nhiều môn, môn này môn kia môn nọ. Như Ấn Độ nhấn mạnh phải lấy cái việc cầu sanh cực lạc làm gốc. Có nhiều người mình gặp Phật Pháp nhưng chúng ta đi tu đồ này tu đồ nọ tu đồ kia, tu phước duyên chỗ này chỗ kia chỗ nọ, làm rất nhiều việc mà không nhấn mạnh ngay cái chỗ niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên Ấn Tổ ngày nhấn mạnh cho mình là phàm tu tịnh nghiệp phải lấy việc niệm Phật giảng sanh làm gốc. Khi mình gầy dựng chỗ này chín rồi đó thì tất cả những việc khác mình làm nó cũng quy về gốc à. Thí dụ như việc bố thí cúng dường, xây chùa thọ tượng đúc chuông, ăn chay phóng sanh, làm tất cả việc đó nó đều quy về cái gốc là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy thì đúng. Nếu như mà mình lao theo những công việc đó mà giết mình, mất đi cái tâm mà cầu sanh cực lạc thì chỉ tu phước báo nhân thiên thôi. Vì tổ sư nói rằng là người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Mà mình gặp Phật Pháp là mục tiêu tu cầu giải thoát, mà bây giờ mình không gầy dựng tín nguyện niệm Phật, vậy thì lỡ cơn vô thường đến bất tử sao mình trở tay kịp. Những người khi mà bệnh đau, cái chết cận kề mà bắn loạn tâm trí, hoảng hốt, đều là do từ ngay chỗ không tín nguyện niệm Phật, không gầy dựng tín nguyện niệm Phật mà ra. Nếu như mà gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì con người này sẽ không bao giờ bắn loạn tâm trí. Bây giờ quý vị coi cái bé mà 11 tuổi, bé Liên Tịnh. Người ta 11 tuổi vô chùa mình chỉ có 6 tháng một tuần mà người ta niệm Phật. Quý vị coi những công đoạn của cháu đi. Mỗi lần mà hỏi con có sợ không? Dạ không. Con có đau không? Dạ không. Con muốn đi uống thuốc không? Không. Con muốn tìm bác sĩ không? Dạ không. Chứ con cầu cái gì? Con chỉ cầu sanh cực lạc. Gầy dựng cái tâm đó quý vị coi.
Từ khi cháu nghe như Đức dạy và cho đến khi cháu cặn tới nghiệp cháu mắc đi, chỉ đúng một cái tâm là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên khi cháu ra đi là niệm có Phật hiệu rồi cháu ra đi, không có bắn loạn tâm trí, không sợ hãi, không lo gì hết. Vì thì tất cả những người tu hành niệm Phật của chúng ta, muốn cuối cuộc đời chúng ta mà tỉnh táo ra đi là phải gây dựng tín nguyện niệm Phật cực kỳ mạnh. Nên Ấn Tổ Ngài nhấn mạnh cho mình đó, phàm tu tịnh nghiệp phải lấy việc niệm Phật cầu sanh cực lạc làm gốc. Nhiều người bỏ cái gốc này quý vị, họ bỏ cái gốc này, nên khi cuối cuộc đời họ là bắn loạn tâm trí. Nên vì sao những Đức nói rằng là hai bài giảng này cực kỳ quan trọng? Vì hai bài giảng này là chúng ta bồi gốc niệm Phật cầu sanh cực lạc làm chính. Nên khi người mà nghe hai bài giảng này dũng mãnh tinh tấn niệm Phật, không có giải đãi, dù gặp sự cố gì cũng niệm Phật thì việc gì cũng qua, trở ngại gì cũng qua. Quý vị biết rằng mỗi người chúng ta sống trong cuộc đời này, cái sự cố đến với mình nó bất chợt lắm quý vị. Chưa đến nó sẽ đến, đến rồi cứ niệm Phật, chưa đến cũng niệm Phật, đến rồi cũng niệm Phật. Nhớ, chưa đến cũng niệm Phật, đến rồi cũng niệm Phật. Sự cố chưa đến mà mình không niệm Phật, đến khi sự cố đến rồi làm sao mình niệm Phật đây? Nên mỗi một người chúng ta khi bình thường này nè, mình phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Cái tâm cầu sanh cực lạc nó phải cực kỳ cao. Nên bài học của chúng ta là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, không gầy dựng tín nguyện. Khi kiếp nạn đến, sự trở ngại đến, lúc đó chúng ta ngã ngửa, hoặc là thọ mạng đến, làm sao chúng ta niệm Phật giáng sanh? Nên Ấn Tổ Ngài nhắc mình thường nghĩ đến cái chữ chết. Vì sao thường nghĩ chữ chết? Vì nghĩ cái chữ chết mình mới nhìn thấu buông xuống. Mình nhìn bao nhiêu người chết, họ có cầm theo được gì không? Không. Khi mình chết đi mà mình đi đọa lạc, mình ước ao gì? Bây giờ mà mình quay thời gian lại, mình còn sống, mình sẽ cố gắng niệm Phật, cố gắng tu nhân tích đức. Khi mình chết mình đọa lạc, mình chờ người thân mình tu từng phước duyên để gửi cho mình, tu từng chút phước duyên để gửi cho mình. Nhưng có khi họ còn không tu phước duyên mà họ tạo tội nghiệp xả xuống cho mình. Vì nhìn đi, thế gian này bao nhiêu người khi cha mẹ chết đi sát sanh hại vật, đãi đằng người ăn uống chấp điếu, mỗi từng thắt sát sanh hại vật, đám dỗ sát sanh hại vật mỗi năm, còn là xả thêm không quý vị? Xả thêm không à? Nên Ấn Tổ Ngài nói rằng giống như người té giếng mà bây giờ con cháu còn liện đá theo. Thấy không? Như thấy cả đời mình tạo ra một sự nghiệp để cho con cháu, mà mình khi tạo ra sự nghiệp thì mình còn tạo nghiệp bao nhiêu nghiệp quả. Tiền bạc vật chất thế gian thì để lại, nhưng nghiệp quả thì cầm theo, đi xuống vua Diêm Vương để tính sổ. Rồi con cháu còn tiếp tục xả xuống thêm cái tội nghiệp cho mình. Vì thấy oan uổng quý vị. Người mà nghe đạo nghe như vậy rồi hãy bình tĩnh suy nghĩ, thế gian này bao nhiêu con người làm điều đó. Cả bản thân chúng ta khi chưa nghe đạo, chính bản thân mình cũng làm điều này quý vị. Chính bản thân mình cũng làm điều này.
Nên mỗi một người mình phải được sự nhắc nhở để mình dũng mãnh tinh tấn tu hành, đừng đến giải đãi. Như Đức thường nói với chúng trong chùa, mình được ở một ngôi chùa mà làm những việc ý nghĩa gì thì quá đặc biệt rồi. Như bữa nay chương trình khiếm thị này, bao nhiêu người mù, người què, người tật nguyền, người mù, người đủ loại người hết, 5-6 ngàn người về, mình không đi tu sao mình làm được việc này? Nhìn từ họ để nhắc mình, mình còn lục căn đầy đủ, bây giờ sống những ngày tháng ý nghĩa gì? Mình được ở trong ngôi nhà Tam Bảo mình mừng. Mừng. Con người cứ để thời gian lướt qua. Nên ăn tổ này nói một câu, mỗi một con người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai buông xuống trước khi lìa đời, phải không quý vị? Quý vị coi mình ở ngoài đời gì ba buổi cơm mà bao nhiêu sự bận rộn chứ. Có những người muốn đi chùa mà nó không có thời gian, rồi khi cơn vô thường đến, mình có nói với quỷ sứ rằng là để chờ tôi một chút không? Không đâu. Không đâu quý vị. Vậy mà ở cuộc đời này chúng ta hẹn lần hẹn lựa để niệm Phật, để chờ xong việc đó đi, xong việc đó đi. Rồi vừa chưa xong rồi tiếp tục việc khác tiếp nói. Có bà cụ già này, bà muốn đến chùa niệm Phật lắm, nhưng mà đứa con dâu nó mang bầu và chăm sóc nó. Rồi khi nó đẻ ra thì bà phải nuôi đứa cháu. Bà nuôi đứa cháu vất vả, bà nghĩ rằng nuôi đứa cháu này nó lớn lên chút thì giao lại cho mấy đứa bà đi chùa tu. Thì ngày qua ngày bà nuôi đứa cháu hơi lớn lên thì tiếp tục đứa con dâu mang bầu. Rồi tiếp tục bà lo cho đứa con dâu, rồi bà lo việc nhà. Từ từ rồi bà giống như người làm công trong nhà đấy, giữ cháu luôn. Có lần bà đến gặp những đức, bà than thở, giờ bước ra không được thầy ơi, con cứ mong mỏi được đi đến chùa ở mà giờ bước ra không được. Những đức nói, thôi bây giờ cái nghiệp duyên của bà phải trả, bà cố gắng bà nhà niệm Phật đi, bà siêng năng niệm Phật nghe không? Chừng nào bà đi đến đây được bà đi, còn bà ở nhà là phải niệm Phật. Lỡ cơn vô thường đến sao, bà năm nay 70 mấy tuổi rồi. Bà lo niệm Phật đi. Bà gật đầu và nghe lời những đức. Bà niệm Phật, mấy tháng sau nghe tin bà chết. Ở nhà không hộ niệm gì hết. Con cháu sát sanh hại vật cúng kiết, thì thấy không? Nhiều người chúng ta nói rằng giờ con cháu sao bỏ thầy, bởi vì bỏ không? Con cháu làm sao bỏ thầy, rồi quý vị bỏ không? Bây giờ mình nuôi con khôn lớn rồi, bây giờ tiếp tục mình lại gánh vác gì? Phải mình gây dựng cái nghiệp cho con cháu mình không? Đời quý vị đã than thân trách phận khổ gì, con quý vị nó gieo hạt giống này thì sau này tới đời con nó cũng đối xử với nó, còn tệ hơn là nó đối xử với quý vị. Mình phải mạnh dạn quyết đoán kìa. Nên mỗi một người nghe nhớ nè, bây giờ quý vị nghĩ rằng giờ có mẹ có cha làm việc nhà việc này việc kia yên tâm, mướn người ta tốn tiền nhiều mà có khi còn không yên tâm. Nhưng quý vị biết cái quả báo là quý vị phải gánh chịu là cái gì không? Tội bất hiếu. Rồi thêm một cái nữa, sau này quý vị phải chịu cái quả báo con mình đối xử với mình tệ vậy đó. Cái này mới đáng sợ nè. Giọt nước trước diễn làm sao?
là giọt nước sao nhiễu vậy. Còn người già này bây giờ không có chi cầu giải thoát mạnh thì khi cái chết đi đọa tam đồ, mà con cái còn sát sanh này vật xả xuống thì chừng nào mình ra đây. Nên tất cả người già hay người trẻ nghe nhà Đức giảng gì nè, phải lo tu. Sanh tử là đại sự, phải lo niệm Phật. Nên việc gì giải quyết gọn được thì giải quyết đi, lo niệm Phật, đừng có giải đãi. Giải đãi bê tha là một điều cực kỳ giải khờ. Nhớ nghe, giải đãi bê tha là việc cực kỳ giải khờ. Nhớ đó. Nên mỗi người mình phải dũng mãnh tinh tấn, không được giải đãi. Giải đãi bê tha là giải khờ. Đừng có nghe họ hứa lằn hứa lụi niệm Phật. Cơn vô thường đến không có hẹn đó quý vị. Nghe gì cái là xuyên niệm Phật liền, đề xuất liền. Niệm Phật liền. Nhớ. Câu Phật hiệu cứ tiếp nối niệm liền. Nhớ Phật là niệm liền. Không có ngưng, phải niệm liền. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Làm sao mà ngưng niệm Phật được quý vị? Không có giải đãi được. Sự dở ngại gì cũng phải nên niệm Phật. Nên nhớ cái câu phàm tu tịnh nghiệp, lấy niệm Phật cầu sanh cực lạc làm chính. Đây là cái gốc. Nếu bỏ cái gốc này thì quý vị có tu lớn cỡ nào cũng phước báo nhân thiên. Bây giờ những đức khuyên người niệm Phật nè, nuôi chúng nè, xây chùa tạo tượng đúc chuông nè, làm bao nhiêu việc lớn nè, tổ chức chương trình mấy chục ngàn người. Nhưng nếu những đức không gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, vậy thì những đức tu phước báo nhân thiên. Dù quý vị không làm việc này nhưng mà mỗi ngày nhớ Phật niệm Phật, gầy dựng cái tâm cầu sanh cực lạc, đây vẫn là tu phước báo giải thoát. An lạc tự tại vui vẻ vô cùng. Nên đời chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ này là việc đặc biệt thù thắng. Nhớ, gặp pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng, pháp môn đệ nhất. Vì bất cứ căn tính nào niệm Phật cũng có thể thành tựu. Nên pháp môn này quá đặc biệt. Nếu Đức từng nói rằng cuộc đời như Đức gặp Phật Pháp là gặp ngay pháp môn niệm Phật. Một câu Phật hiệu chân thật mà niệm mà được lợi ích lớn như vậy, càng tu càng vui, lợi ích cực kỳ lớn. Nên mỗi một người phải chân thật siêng năng niệm Phật, không được giải đãi nha quý vị. Lúc nào cũng phát nguyện, con mỗi ngày niệm Phật, con phát nguyện chỉ có một cái cầu là cầu sanh cực lạc. Con niệm Phật chỉ có một cái cầu là cầu sanh cực lạc. Đừng có niệm Phật mà cầu tùm lum, chỉ có cầu sanh cực lạc vậy thôi. Thì nhân duyên trong cuộc đời này, tất cả nhân duyên, việc làm gì tốt đẹp, vì đủ duyên sẽ làm được hết. Rồi trong đó nó có cầu an cho người thân, cầu siêu người thân, có đầy đủ hết luôn. Chỉ có đúng một cái cầu sanh cực lạc mà cầu đầy đủ hết. Vì cầu sanh cực lạc là một điểm rộng, mà điểm rộng này nó bao trùm hết trơn những cái cầu khác của thế gian. Nên nhiều người đặt câu hỏi vì sao thầy làm bất cứ việc gì cũng được ổn định, là vì những đức cầu sanh cực lạc. Niệm niệm nghĩ gì lợi ích cho con người ta mà được lợi ích như vậy. Nên mỗi một người mình phải trân quý cái nhân duyên đặc biệt này quý vị. Được gặp ông thầy chịu tu hành, tổ chức cho vị tu đồ bao nhiêu chương trình, ông tu chung với mình, nhắc nhở mình.
Đời mình rất mừng khi mình gặp Phật Pháp, gặp ông thầy, ông nhiệt tình, ông dẫn dắt mình tu, đưa ra phương pháp tu tại gia thành công được rỡ. Đây là một nhân viên đặc biệt, mình phải trân quý vì nên Như Đức nói cả đời Như Đức cố gắng làm tượng Phật, tặng tượng Phật cho người, chỉ người thờ tại gia đình. Nhà nhà đều niệm Phật, có ngôi tam bảo. Việc này là việc Như Đức mừng nhất trong cuộc đời mình làm được. Và đưa phương pháp tu với vị chuyên tu, gây dựng tích nguyện mỗi ngày, để chúng ta đều phát nguyện cầu sanh cực lạc. Ai đi trước thì về trước, ai đi sau thì mình đến rước. Nhớ nghe, ai đi trước về trước, ai đi sau mình đến rước. Nhớ đó. Dù nghịch cảnh nghịch duyên gì cũng cứ niệm Phật, nghĩ rằng thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Cái nhân cái quả nó phù hợp lắm. Con người có thể nói bao nhiêu lời ngọt dịu, bao nhiêu lời lừa đảo, nhưng đối với công nhân quả công bằng lắm quý vị. Đối với nhân quả công bằng lắm. Yên tâm đi, mình gieo nhân thì gặt quả quý vị ơi. Nên có một câu bình luận, buổi giảng nào cũng bình luận đúng một câu này: bạn có thể lừa dối người, nhưng bạn không lừa dối được nhân quả. Bạn ghi câu này, bạn cũng nên nhắc bạn luôn. Cái nhân cái quả nó rất rõ ràng. Bạn có thể lừa dối chính bạn, lừa dối người, nhưng bạn không lừa dối được nhân quả. Vì nhân quả cực kỳ công bằng. Nhớ cái câu: học được Phật Pháp, lỡ mình lỡ người cũng là việc tốt. Nếu như mà dám hại mình mà lỡ người thì việc này đúng là Bồ Tát. Hại mình mà lỡ người, việc này là Bồ Tát. Vì sao bạn có thể làm việc hại bạn mà lỡ người được? Vì hại bạn cái việc ở thế gian thôi, hình thức, giống như bạn có lợi ích gì. Nhưng mà đây là việc cực kỳ lợi ích. Như Đức tổ chức bao nhiêu chương trình lễ, xong chương trình lễ Như Đức chỉ mong rằng tiền trang trải đủ là được rồi. Như vậy thôi. Chưa bao giờ Như Đức nghĩ rằng chương trình lễ đông người về mà Như Đức được có tiền bạc gì nhiều. Không. Không bao giờ nghĩ gì. Như chương trình khiếm thị hoàn toàn là khuyên người ta cho tiền khiếm thị, chứ không bao giờ có cái chuyện mong người ta đem tiền đưa cho mình để mình có dư tiền. Không có. Sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Cuộc đời con người mình có gì cầm theo được đâu mà dành với giật. Hiểu rồi thì chân thật nhiệt tình làm liền. Nên mỗi người mình nên nhắc mình là điều hay. Mình nhắc người mà mình cũng đang nhắc mình. Nhiều con người chúng ta mình đi tìm kiếm lỗi lầm người này người kia người nọ, mà mình quên đi mất tiêu chính bản thân mình sẽ đi về đâu. Nên bản thân mình phải gầy dựng cái tâm niệm Phật, cái tâm nhớ Phật, niệm Phật, cái tâm an lạc. Phát nguyện mạnh mẽ cầu sanh cực lạc. Đây là việc cực kỳ quan trọng. Nguyện tam bảo gia hộ cho nhiều người nghe Phật Pháp tín nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.